Ông Nguyễn Văn Hòa, Chánh Văn phòng Huyện ủy Trạm Tấu, Yên Bái thông tin, trong quá trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù, vào ngày 8 tháng 10, một người đàn ông không may bị đột quỵ và tử vong. Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 8 tháng 10, người đàn ông sinh năm 1962, trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cùng đoàn khoảng 10 người leo lên đỉnh Tà Chì Nhù, cao 2.979m. Khi đến độ cao 2.500m, trong lúc dừng lại chụp ảnh, ông này bị đột quỵ. Ngay khi vụ việc xảy ra, người dẫn đường cùng đoàn leo núi đã đưa vào láng sơ cứu. Tuy nhiên, người đàn ông đã tử vong sau đó. Nhận được tin báo, công an huyện thành lập tổ công tác, gồm lực lượng công an, quân sự và chính quyền xã Xà Hồ, hỗ trợ đoàn leo núi đưa nạn nhân về trung tâm y tế huyện, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo gia đình nạn nhân, người đàn ông có tiền sử bệnh huyết áp.